nhiêu. Không khí đây vui quá, mọi người quá dễ thương. Cảm ơn em. Đã cảm ơn tất cả mọi người vì hôm nay đã không ngại đường xa, cũng giống như là thời tiết hôm nay mưa mà mọi người đến đây đông và nhiệt huyết quá đi ạ. Cho một tràng pháo tay cho chúng ta đi. Ca khúc tiếp theo ha. Ở đây ai đang đi chung với người yêu cho tôi thấy cánh tay đi ạ. Ở đây ai chưa có người yêu cho tôi thấy cánh tay đi ạ. Các bạn nghĩ sao về bé Tư ạ? Vậy hả? Ok, và tiếp theo là làm cục cưng không bé ơi? Ở đây ai muốn làm cục cưng với tôi không ạ? Làm cục cưng không bé ơi? Làm! Không bé ơi! Làm cục cưng không bé ơi? Làm! Đến với nhau đi ạ. Và tôi mới vừa may mối xong mặt. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa dòng họ hai bên, chúng ta sẽ đến với một đôi tân lang mới ạ. Xin một tràng pháo tay cho. Hay dẫn chơi, ok. Đạt xin phép bài hát này có tất cả các anh chị trên đây lên nhảy cùng Đạt được không ạ? Lên nhảy cùng Đạt được không ạ? Bỏ tay cho mọi người ơi và cho tôi xin nhạc đây ạ. Mây Hồng đưa lối xin gửi đến mọi người. Yeah.
Em ơi, ở đây không có anh, chỉ có chị thôi nha. Có nghĩa là các chị ở đây dễ thương quá nha. Còn khán giả là anh chị là đúng rồi. Các bé ở đây dễ thương quá. Muốn xỉu. Trời ơi, cảm ơn Đạt rất nhiều. Cảm ơn anh Khải ạ. Cảm ơn em nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngày hôm nay đã không ngại đường xa cũng giống như là mưa đã đến đây. Và Đạt sẽ phải nhường sân khấu lại cho những tiết mục sau. Và hy vọng là sẽ được gặp lại mọi người ngày gần nhất nha. Thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và cho Đạt xin chụp với tất cả mọi người một tấm hình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Không chụp hình kìa. Chụp hình kìa. Ok, Đạt sẽ đứng ở đây nha. Xuống dưới này nè. Ok, Đạt ở đây sẽ lấy hết mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Okay. Là mình xuống dưới đó, mấy má tự nhiên lên sân khấu làm gì? Chụp với mấy anh ở đây. Alo, mấy anh chị ở đây sao? Đặt là chụp với. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cho Đạt xin một tấm hình nha mọi người. Ok, 1, 2, 3. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thế này xong nó đi về với Dương rồi. Tới. Ok, cho xin một tấm hình với các chị xinh đẹp ở đây đi ạ. Dạ. Cho xin một tấm hình với các anh chị xinh đẹp trên đây nha. Mỗi chị xin lại em 5.000 nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you. Quá là xinh đẹp luôn hả? Ok, chụp với mọi bạn này một tấm hình nha. Nơi cái đứa với mình.